Trên mạng xã hội vừa đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh hai thầy giáo lao xuống suối ở khu vực thác 7 tầng, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cứu người đuối nước. Trước đó, thầy giáo Đồng Văn Nhân của trường Trung học Phổ thông Phan Thúc Trực và thầy giáo Nguyễn Duy Trình của trường Tiểu học Hùng Thành cùng nhóm bạn đến tham quan thác 7 tầng. Khi mọi người chuẩn bị xuống suối thì nghe tiếng kêu cứu, hai thầy đã liền lao xuống suối để cứu một nam sinh bị đuối nước. Theo thông tin ban đầu, nam sinh viên học tại Hà Nội bị trượt chân rơi xuống nước vùng sâu khi đang lo chụp ảnh cho các bạn. Lực lượng công an đã thu giữ 140 lít dung dịch có thành phần ma túy đá và trên 13 tấn hóa chất, tiền chất các loại để sản xuất ma túy. Đó là thông tin từ buổi họp báo về chuyên án triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy do nhóm người Trung Quốc cầm đầu tại Kon Tum. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đây là đường dây sản xuất ma túy lớn nhất tại nước ta. Nếu lượng hóa chất, tiền chất nêu trên được sản xuất trót lọt, ước tính sẽ sản xuất được 1 tấn ma túy tổng hợp dạng đá. Hiện phía Việt Nam đã khởi tố 8 bị can, phía Trung Quốc đã khởi tố 18 bị can. Công an hai nước vẫn tiếp tục phối hợp điều tra, mở rộng chuyên án. Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã xử phạt Nguyễn Hữu Đức, 19 tuổi, 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải những nội dung sai sự thật, xúc phạm đến uy tín, danh dự của lực lượng công an. Công an thành phố Đồng Xoài dừng xe Đức để kiểm tra, phát hiện Đức không có giấy phép lái xe, giấy tờ và bảo hiểm xe máy, còn vi phạm nồng độ cồn. Khi về nhà, Đức sử dụng trang Facebook của mình để đăng những thông tin xuyên tạc, vu khống công an thành phố Đồng Xoài. Một chiếc xe đầu kéo chạy trên quốc lộ 51 hướng vòng xoay cổng 11 về ngã tư Vũng Tàu. Khi đến ngã ba Cầu Đen, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì tông vào xe container đang băng qua đường. Cú tông mạnh cộng thêm việc xe đầu kéo không gài chốt đã khiến cho thùng container lật nhào giữa đường. Rất may không có thương vong. Giao thông trên quốc lộ 51 ùn tắc nghiêm trọng. Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Tân Quốc, 27 tuổi, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Rạng sáng ngày 19 tháng 9, anh Lê Văn Ngân bị mất xe mô tô trị giá khoảng 22 triệu đồng. Lực lượng công an xác định Quốc là thủ phạm nên mời về làm việc. Quốc khai nhận thấy xe bị khóa cổ, Quốc dùng tay bẻ mạnh cổ xe, làm gãy chốt khóa và dẫn xe đi, bán với giá 4 triệu đồng. Chúng tôi muốn đề cập đến những hậu quả khó tránh khỏi nếu xảy ra tai biến khi lặn biển. Đã có những trường hợp tử vong cũng như là có những người bị tàn tật suốt đời. Ngư dân thì biết về mối nguy hiểm này, thế nhưng vẫn chưa có cách gì để phòng ngừa tai biến lặn biển. Và ngay cả khi sự cố xảy ra thì cũng không kịp thời xử lý, điều trị, càng khiến cho mức độ nguy hiểm của tai biến lặn biển càng thêm trầm trọng. Vất vẻ, bị gió năm nay cũng khổ cực, xin đầu kia xin đầu nạ thôi. Người mẹ ngày ngày vẫn phải chăm sóc đứa con trai 40 tuổi, chẳng khác gì lo cho những đứa trẻ. Đã 4 năm rồi, anh Sương chỉ nằm một chỗ. Cố gắng tập luyện thì đôi tay cũng chỉ cử động chút ít, còn lại toàn thân bất động. Anh lại là lao động chính trong nhà, ba đứa con của anh, một đứa đã phải nghỉ học. Số phận nghiệt ngã ập xuống gia đình này trong một lần anh Sương lặn biển và đã bị tai biến. Nấu mệt, nghệ xuống cứng răng, cứng cổ, tôi chở cho bệnh viện, nhưng mà nằm từ đó mới tới bữa nay luôn. Ở nhiều làng biển tại các tỉnh Nam Trung Bộ, những trường hợp bị tai biến khi lặn biển như anh Sương không phải là ít. Nặng thì tử vong, nhẹ thì bị bại liệt. Chỉ tính ở vùng biển Bình Thuận, không dưới 40 trường hợp tai biến lặn biển xảy ra trong vòng 4 năm qua. Khuyến cáo đã được đưa ra để phòng ngừa tai biến. Chẳng hạn, ngư dân cần tôn trọng quy tắc về thời gian lặn, độ sâu khi lặn, thời gian nghỉ giữa những lần lặn. Thế nhưng rất ít ngư dân biết về những điều này. Cái đó là do cái nghề biển này đi với đó là gặp là hên xui thôi, không có để phòng tránh được hay sao. Còn về thiết bị lặn, hơn 90% thợ lặn sử dụng dây thở qua máy nén khí đặt trên tàu. Nhiều trường hợp dây thở bị đứt, bị tắt, ngư dân buộc phải lên khỏi nước đột ngột, nghĩa là bị giảm áp đột ngột, tai biến là khó tránh khỏi. Cái thứ nhất là do cái bạn lặn của mình là chưa có được tập huấn kỹ lưỡng. Cái thứ hai nữa là cái trang thiết bị lặn nó không có được là bài bản. Chỉ có cái máy bơm hơi giống như là bơm hơi quá xe vậy đó. Rồi là có các cái đầu dây là ngậm đầu dây là đeo chì là nhảy xuống thôi. Cho nên nó là rất là nguy hiểm. Rõ ràng điều mấu chốt nhất lúc này là cần có những đợt tập huấn hướng dẫn ngư dân cách phòng ngừa cũng như kỹ năng sơ cấp cứu nạn nhân tai biến khi lặn biển. Thực tế cho thấy những trường hợp tai biến lặn biển nếu không xử lý kịp thời, điều trị đúng cách thì tử vong rất dễ xảy ra.